Xin chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người quay trở lại với buổi bàn giao phần mộc thô cùng em Kiên Sofa. Hôm nay thì lại tiếp tục hoàn thiện xong những cái phiên bản sofa cá nhân hóa dành cho khách hàng. Đơn hàng này là của một anh khách hàng tại Hưng Yên. Em Kiên thì đúng là do là cũng xử lý khá là nhiều thông tin của khách hàng nên là nhiều khi cũng không nhớ chính xác tên của mọi người nữa. Nhưng đây là một đơn hàng mà em nhân viên vừa mới nhắc, đây là đơn hàng về Hưng Yên. Và mẫu sofa mà em thực hiện dành cho khách hàng đó chính là cái mẫu sofa chân xoắn. Đây, mọi người có thể thấy là mẫu sofa chân xoắn này thì thời gian gần đây em cũng khá là ít lên video để giới thiệu với mọi người. Tuy nhiên, cái mẫu này vẫn được rất là nhiều khách hàng quan tâm đấy mọi người ạ. Về cái kiểu dáng thì sẽ có rất là nhiều những cái nét mới được tinh chỉnh so với năm 2022 trước đó. Ví dụ như là phần chân cũng được làm mới lại này. Phần chân này được làm mới mọi người nhé. Tiếp theo là phần ngăn kéo được làm mới. Và một số những cái chi tiết được thêm vào theo cái lựa chọn cá nhân hóa của khách hàng. Ví dụ như cái phần bệ tì tay ở đây. Đó, mọi người thấy không? Và thêm một phần bàn trà kiểu dáng mới tinh hoàn toàn. Năm nay vừa mới phát triển và ra mẫu. Và cũng có rất nhiều quý anh chị khách hàng ưa thích cái mẫu bàn trà này. Sau đây thì em sẽ thông tin chi tiết phần thông số kỹ thuật để mọi người có thể nắm bắt một cách rõ nét hơn. Đầu tiên thì bộ sofa này sẽ rất phù hợp dành cho những quý anh chị khách hàng nào đang sở hữu không gian phòng khách có diện tích khoảng trên 20-25 cho đến 30m². Tại sao em lại có một cái giải diện tích rộng như vậy? Bởi vì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mọi người cần những cái khoảng diện tích trống xung quanh phòng khách để có thể kê được một bộ sofa như thế này vào trong không gian phòng khách này. Thì mọi người chỉ cần một cái phần chiếm dụng diện tích khoảng từ 12 cho đến 13m² thôi. Tuy nhiên thì cái phần diện tích xung quanh của phòng khách, mọi người có thể bố trí thêm kệ tivi này, những phần vách trang trí này, những phần tủ rượu thì nó sẽ chiếm thêm những cái phần diện tích xung quanh nữa. Và nếu như phòng khách nào mà quý anh chị không cần những cái phần như em Kiên vừa đề cập đó thì cái diện tích phòng khách mọi người chỉ cần khoảng 20m² là có thể đủ rất là bề thế để kê bộ sofa này rồi. Còn những quý anh chị khách hàng nào cần thêm những cái phần vật dụng trang trí trong không gian phòng khách, ví dụ như là tủ rượu hay là kệ tivi em Kiên vừa đề cập, ngoài ra thì còn có những cái phần bàn trang trí hay là những phần lọ lục bình hoặc là tượng trang trí hoặc đồng hồ cây, thì mọi người cần phải có cái diện tích không gian phòng khách nó lớn hơn, lên tới là 25 thậm chí là 30m² hoặc hơn. Thì đó là một vài chia sẻ của em để mọi người có thể lựa chọn những mẫu sofa phù hợp với cái điều kiện phòng khách của nhà mình. Rồi, về thông số kỹ thuật thì bộ sofa vẫn bao gồm có 5 chi tiết, bao gồm có đôn cấu trúc 1 đệm ngồi, văng cấu trúc 2 đệm ngồi và văng lớn với cấu trúc là 3 đệm ngồi, đi cùng với bàn kẹp góc và bàn trà vẫn được bố trí rất đầy đủ. Phần nhỏ trước đi, đầu tiên là đôn. Đôn này thì có chiều dài là 1m4 x 60cm và chiều cao là khoảng 42cm. Với cấu trúc là bệ tì tay này và phần táp ngăn kéo. Tất cả các bộ phận thì đều được làm với một cái thiết kế đem đến cho khách hàng một cái vẻ đẹp rất là lịch sự. Như là mặt táp ngăn kéo thì mình sẽ sử dụng vân gỗ tự nhiên này. Phần bệ tì tay thì được làm rất là dày mọi người này. Đó, phần bệ tì tay được làm rất là dày bản và cực kỳ là chắc chắn. Hơn nữa thì tất cả các bộ phận thì đều được làm rời hoàn toàn như thế này để quý anh chị khách hàng có thể kiểm chứng phần mộc thô cũng như là để cái quá trình sơn phủ bề mặt sau này nó được kỹ càng hơn và nó sẽ là một cái phương án thi công nó cao cấp hơn rất là nhiều so với việc là mình gắn chết từng bộ phận như thế này. Rồi, tiếp theo sẽ đến phần ngồi thứ hai, phần văng ngắn với cấu trúc là 2 đệm ngồi, chiều dài là 2m1 và chiều rộng là 85cm, đi cùng với chiều cao lên đến đỉnh của tựa lưng sau đây, phần cao nhất sẽ là khoảng 70cm. Vẫn sẽ có những cái bộ phận cơ bản bao gồm có phần bệ chân này. Phần bệ chân này sẽ được kết nối với 4 cái phần chân xoắn, 4 cái phần chân xoắn ở 4 góc và 4 cái phần chân xoắn chân trước và chân sau sẽ được kết nối với nhau thông qua hệ thống, đây là hệ thống chân này, chân đỡ và hệ thống vai. Đó, hai phần này thì đều được làm rất là chắc khối, cực kỳ dày dặn, đảm bảo cái kết cấu chắc chắn. Tiếp theo, ở bên này cũng vậy. Tiếp theo ở ngay bên trên bệ thì mình sẽ gắn các cái phần thành phần bao gồm có mặt táp ngăn kéo này, bệ tì tay được gắn thêm này, tất cả đều được làm rời mọi người nhé. Tiếp theo là bệ tì tay chính này và tựa lưng. Đó, thêm nữa thì ở ngăn kéo thì mình sẽ có thùng ngăn kéo. Đây là thùng ngăn kéo này. Thùng ngăn kéo này thì được làm rất là đẹp. Đó, mặt của thùng ngăn kéo sẽ được sử dụng cái phương án trang trí đó là những cái đường chỉ soi đũa CNC chạy ngang như này, rất là lịch sự.
Rồi, mình sẽ có phần ngồi thứ ba, phần ngồi chính, phần ngồi lớn nhất với cấu trúc ba đệm ngồi có chiều dài lên tới là 2m80, chiều rộng là 85cm và chiều cao vẫn vậy, vẫn khoảng 70cm lên đến phần cao nhất này. Cấu tạo thì vẫn có phần bệ ở đây, mọi người có thể thấy là phần bệ sẽ được cấu tạo với cái bốn cái phần góc, vẫn là bốn cái chân xoắn. Bốn cái chân xoắn này được làm rất là chắc khối, rất là đẹp. Bốn cái phần chân xoắn này em Kiên sử dụng công nghệ đó là CNC. Sẽ có một cái phần máy CNC đục đó để tạo ra cái hình dáng của cái chân xoắn này. Nó sẽ rất là mềm mại và sẽ cực kỳ là đều nhau. Và là tất cả các bộ phận thì đều được trang bị cái phần chân này để đảm bảo cái mức độ đồng bộ. Rồi, vẫn có ngăn kéo, bệ tỉ tay. Bệ tỉ tay này thì khách hàng cá nhân hóa này. Bệ tỉ tay chính này. Đó. Về cơ bản thì ba phần ngồi sẽ là như vậy. Mình sẽ có hai thành phần phụ, đó chính là một cái phần bàn kèm góc. Bàn kèm góc này thì sẽ sử dụng cái mặt đá ở trong này. Đó, phần mặt đá sẽ được bố trí vào bên trong. Và phần bàn trà. Bàn trà này thì có cái chiều dài lên tới là 1m rưỡi và chiều rộng là 80cm. Sẽ được bo cong cái phần mặt đá này. Và bốn cạnh bàn thì cũng sẽ được bo cong. Rất là đẹp. Đó. Và tất cả các cái phần thành phần này vẫn đều được làm từ gỗ tự nhiên hoàn toàn. Rất là đẹp. Rồi, hôm nay thì em thực hiện buổi bàn giao mộc như vậy thôi. Rất là đầy đủ những cái thông tin chi tiết để quý anh chị khách hàng có thể xem phần mộc thô rồi. Sau đây thì em sẽ đưa vào hoàn thiện phần bề mặt và trang bị đệm ngồi cho bộ sofa này để chuẩn bị bàn giao. Liên tiếp những cái bước sau đó thì em sẽ thực hiện video để gửi đến mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.